want to speak English or you want to speak Vietnamese? You want me to speak English or you want me to speak Vietnamese? Hello. What's the weather like today? Hello Toàn, hello Tuyết. Hi Trung. Hi. Hi everyone. Very happy. That's good. I'm happy too, excited to talk about the topic today about syllable stress. It's raining. Oh, it's raining. It's raining in Hanoi. Oh, it's raining in Vietnam. I'm sad. Why are you sad? Why? Oh, sorry to hear that. Hope you feel better again soon. How are you? Okay. Phần cuối. Oh, trả lời nước gọi này. What's the temperature in England? It has turned spring, I guess. So today is around 10 degrees Celsius, something like that. Not very cold, not very hot. Not hot, not cold. It's cool today. Okay. Okay. Phần giao lưu với các bạn thì mình sẽ để vào cuối buổi livestream ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu học bài. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học một phần rất là quan trọng trong phát âm, nó giúp cho các bạn nói tiếng Anh tự nhiên hơn, giúp cho các bạn nghe tiếng Anh tốt hơn. Phần này rất quan trọng nhưng ít người để ý đến, hoặc là chúng ta không được học, không được dạy phần này. Cho nên là hôm nay mong rằng là các bạn sẽ tập trung học từ đầu đến cuối, không bỏ dở giữa chừng. Và các bạn, bởi vì phần này cũng hơi khó một chút nên là chúng ta tập trung học và thực hành theo. Ok, are you ready? Em vừa comment nó rồi. Ready? Ok, ready. Phần quan trọng của ngày hôm nay đấy là một âm gọi là schwa sound. Schwa sound, âm này là cái âm the most common sound in spoken English, cái âm mà gặp nhiều nhất trong tiếng Anh nói, gọi là âm âm này gặp nhiều nhất. Và khi mà mình master, mình học được cái âm này thành thạo rồi ấy, mình tập được thì mình sẽ học được cái cách nghe phát âm tốt hơn và mình sẽ nói tiếng Anh một cách tự nhiên và trôi chảy hơn. Thì sau khi mình học phần đấy thì mình sẽ thực hành trong câu, cũng như là phần thứ hai mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta học 7 cái quy tắc phần nhấn trọng âm trong tiếng Anh để chúng ta nhấn trọng âm của từ dễ dàng hơn. Ok, đầu tiên là trước khi mà chúng ta bắt đầu về phần schwa sound thì mình nói lại về syllables. Một từ thì có thể có một hoặc nhiều syllables. Syllable chính là âm tiết, syllables. Ok, âm tiết. Một từ có thể có one syllable, hoặc two syllables, hoặc three syllables, four syllables or more. Một từ có thể có 1, 2, 3, 4 hoặc nhiều hơn các âm tiết. Thì cái phần các cái âm tiết này mình cần phải phân biệt được rõ ràng để mình biết cách nhấn trọng âm. Thì trong một từ có một âm tiết, one syllable, thì chính cái âm tiết đấy là âm tiết được nhấn. Ví dụ như là dog, okay, a dog, thì cái âm dog này được nhấn đúng không? Đây là một âm tiết. Còn một từ cũng có thể có hai âm tiết, ví dụ như từ quả cam. Hay từ quả cam thì chúng ta không đọc là orange, đúng không? Rất là nhiều bạn đọc là orange. Âm này không phải là âm A, mà đây là âm E, ok? Từ này đọc là orange, đây âm E nhá, orange, quả cam. Thì nó có hai âm tiết. Để biết là một từ có mấy âm tiết thì mình có thể để tay ở dưới cằm này. Cằm của mình khi mà mình đọc cái âm đấy di chuyển mấy lần ấy, nó di chuyển lên xuống mấy lần ấy, thì từ đấy có mấy âm tiết. Ví dụ như từ dog, thì cằm của mình di chuyển xuống một lần, một âm tiết. Orange, hai lần, hai âm tiết, đúng không? Tiếp này, cái từ đắt ấy. Cái túi này thì đắt quá đúng không? This bag is expensive. Thì cái từ expensive, từ này có 3 âm tiết, cầm của mình di chuyển 3 lần. Expensive. Ok, 3 âm tiết này. Rồi, thêm một từ nữa là cái từ thú vị ấy, đọc là
interesting, đúng không? Interesting, interesting. Từ này có 4 âm tiết. Để tay như này. Interesting, 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 interesting. 4 âm tiết. Vậy một từ có thể có 1, 2, 3, 4 syllables. Hoặc nhiều hơn như thế, đúng không? Đấy, chúng ta cần phải phân biệt được. Cần phải biết được điều này để chúng ta biết cách nhấn các cái syllable. Thì khi trong một từ có 2 âm tiết trở lên, sẽ có một âm tiết được stressed. Ví dụ như trong từ quả cam orange thì cái âm tiết thứ nhất được nhấn tức là mình làm cho cái âm lượng của nó mạnh hơn và cái volume của nó cao hơn một chút này. Orange, ok, cái âm o này mình nhấn này, orange, rồi từ đắt đúng không, expensive, đấy cái âm thứ hai này mình nhấn này, expensive, rồi từ interesting mình nhấn tiếp thứ nhất, interesting, giống như kiểu mình thêm dấu sắc trong tiếng Việt ấy, mình nhấn cái âm tiết đấy. Thì cái phần các quy tắc nhấn trọng âm ấy mình sẽ học ở phần 2 của buổi livestream ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta học một cái âm rất là quan trọng nữa, nó có ảnh hưởng đến việc mình nhấn trọng âm trong tiếng Anh, đấy là âm schwa sau. Ok. Sorry. Schwa sau thì ký hiệu như thế này. Đây chính là schwa sau. Schwa schwa schwa. Âm này là the most common sound in spoken English. Âm gặp nhiều nhất trong tiếng Anh nói. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Bởi vì thông thường khi mà người ta nói tiếng Anh, một từ sẽ có một âm được nhấn và một số âm không được nhấn. Thì những cái âm mà không được nhấn thì người ta sẽ biến nó thành cái âm này, âm schwa sound này. Rồi thì trong một từ, trong một câu sẽ có những từ content words, gọi là keywords, những từ chỉ nội dung ấy, thì người ta nhấn. Và những từ function words hoặc là grammar words là những từ không được nhấn. Thì những cái từ grammar words đấy, người ta cũng thường biến cái âm trong những từ đấy thành schwa sound. Đấy là lý do vì sao mà cái âm schwa sound này gặp nhiều nhất trong tiếng Anh nói là vì như vậy. Và khi mà mình master được cái âm này rồi thì mình nghe cũng tốt hơn và mình nói cũng sẽ trôi chảy hơn. Ok, nguyên tắc nói của âm schwa sound đấy là quick, okay, relaxed and neutral. Ok, nó gần tương tự như cái âm này, nhưng mà nó nhẹ hơn, nó thư giãn hơn. Giống như kiểu các bạn không phải dùng đến một cái cơ miệng nào để nói chỉ là các bạn thử đi ạ. Được chưa ạ? Rồi nhá. Bây giờ mình đã thực hành luôn này. Thành luôn nhá. Ok. Cái âm schwa sound này sẽ gặp trong hai trường hợp, mình nhắc lại này. Thứ nhất là unstressed syllables. Thứ hai là a reduced vowel in a function word. Unstressed syllables, tức là một trong một từ có nhiều âm tiết thì nó sẽ gặp trong cái âm tiết không được nhấn. Nhớ nhá, luôn luôn là âm tiết không được nhấn, còn âm tiết được nhấn không bao giờ là schwa sound cả. Rồi và trường hợp thứ hai đấy là a reduced vowel in a function word. Phần này mình sẽ, khi mà mình thực hành mình sẽ nói lại này. Ví dụ trong một từ như này. Trong cái từ nhấn mạnh đúng không? Emphasize. Từ này có mấy âm tiết nhỉ? Để cầm, để tay cầm này. Emphasize. Ba âm tiết đúng không? Emphasize. Thì cái từ này người ta nhấn vào âm tiết thứ nhất, âm e, em đúng không? Cái âm tiết thứ ba này, âm tiết thứ ba này là được là secondary stress, tức là cũng được nhấn nhưng mà nhấn ít hơn. Size. Giữ nguyên. Còn cái âm không được nhấn chính là unstressed syllable ở đây thì mình biến nó thành schwa sound này. Emphasize. Nhắc lại nhá. Âm thứ nhất được nhấn này. Âm thứ ba cũng được nhấn nhưng mà nhấn nhẹ hơn này. Và âm thứ hai không được nhấn, nó là schwa sound. Emphasize. Cảm giác như nó không phải là một cái nguyên âm nào cả mà nó gì chỉ là một cái sự chuyển giữa cái phụ âm này sang cái phụ âm khác. Nó chỉ là sự chuyển giữa phụ âm f sang phụ âm s, đúng không? Emphasize. Các bạn đọc đi ạ. Emphasize. Rồi. Tương tự từ tiếp theo này. Từ này là vitamin đúng không? Vitamin. Thì cái âm thứ nhất cũng được nhấn này. Vi đúng không? Âm thứ ba cũng được nhấn nhưng nhấn nhẹ hơn này. Min. Và âm thứ hai này không được nhấn, unstressed syllable. Mình biến nó thành schwa sound, đọc là v. Vitamin. Thực ra nó cũng không phải là một vowel, nó chỉ là sự chuyển giữa ở phụ âm này sang phụ âm khác, sự chuyển giữa phụ âm t sang phụ âm m mà thôi. Vitamin. Ok, đọc lại nhá. Emphasize, vitamin,
vitamin. Các bạn cần phải làm quen với cả cái âm schwa sound này dần đi, thì chúng ta sẽ notice được cái stressing pattern ở trong một từ và trong một câu, thì cái việc mình nói nó cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ban đầu thì có thể mình sẽ phải để ý nhiều, nhưng dần dần thì mình khi mà mình quen rồi ấy, thì mình sẽ cảm thấy nó dễ rất là nhiều. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành đọc một loạt một số từ để chúng ta quen với cả cái schwa sound này trong một từ, sau đấy thì mình sẽ chuyển sang schwa sound trong một câu nhá. Các bạn có ở đấy không nhỉ? Ok, ví dụ như cái từ sự thỉnh cầu đúng không? Là gì nhỉ? Đây, đây là từ sự thỉnh cầu. Petition, petition. Nhấn vào tiếng thứ hai, hai âm còn lại không được nhấn là schwa sao? Petition. Nhấn vào tiếng thứ hai này, petition. Hai âm schwa sao? Petition, 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 petition. Ok. Tiếp này, tổ chức ăn mừng đúng không? Nhấn vào tiếng thứ nhất này, set, set, set đúng không? Âm thứ ba thì được, gì nhỉ? Cũng là nhấn nhưng nhấn nhẹ hơn. Rate, rate, rate. Celebrate, celebrate. Âm thứ hai không được nhấn là schwa sound. Celebrate, celebrate. Celebrate, 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 celebrate. Tiếp này, chủ tịch đúng không? Nào, âm thứ nhất được nhấn này. Pre, pre, pre. Âm này không, hai âm này không được nhấn này, schwa sound. President, president, president. President, 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 president. Ok. Tiếp này, cái từ điều kiện đúng không? Nhấn âm tiếp thứ hai này, đi 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 đúng không? Hai âm còn lại này đều là schwa sound. Condition, condition. Các bạn đọc nhanh, đọc lướt nhanh cái âm schwa sound nhá. Chứ không đọc là condition đúng không? Không đọc là condition mà chúng ta đọc là condition, condition, condition. Cái đó là condition. Tiếp này, từ support cũng vậy này, mình nhấn vào tiếp thứ hai, âm này đọc là or đúng không? Support, port, port. Và âm thứ nhất không được nhấn là schwa sound. Support, 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 support. Ok, các bạn nhớ nhá, âm nhấn này, âm nhấn thì không bao giờ là schwa sound. Ok, và các âm còn lại không được nhấn thì biến thành schwa sound này. Petition, okay. Celebrate, celebrate, celebrate. President, president, president. Condition, condition. Support, support, support. Ok, thêm một vài từ nữa để cho chúng ta get used to. Tương tự này, ví dụ như cái từ này, bây giờ chúng ta thử làm nhé. Cái từ bảo vệ đúng không? Nhấn vào tiếng thứ hai, tact đúng không? Âm này là âm e, tact, tact, tact. Thì âm thứ nhất này, âm trước ngay trước nó sẽ là schwa sound không phải nhấn đúng không? Protect, 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 protect. Ok, từ level mức độ đúng không? Nhấn vào tiếng thứ nhất thì âm thứ hai là schwa sound này. Ok, level, 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 level. Tiếp này, sống sót đúng không? Nhấn vào tiếng thứ hai này, vive, vive. Âm thứ nhất là schwa sound. Survive, survive, survive. Ok, đo đạc này, thước đo đúng không? Nhấn vào tiếng thứ nhất, me, me. Âm thứ hai là schwa sound. Measure, 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 measure. Các bạn nhớ nhá, cái âm ngay bên cạnh cái âm không, cái âm được nhấn ấy thì có thể biến thành schwa sound này. Protect, protect. Level, survive, measure, measure. Ok, những cái âm này là những âm schwa sound này. Ok. Oh, thêm một vài từ nữa, năm từ nữa. Giờ các bạn tự đọc nhá, mình sẽ đọc lại sau này. Các bạn đọc đi. Từ này là doctor đúng không? Đây là âm được nhấn này, doctor. Từ này là nhấn vào tiếp thứ hai. Đúng không ạ? Banana, banana. Hai âm schwa sound. Tiếp này, từ này nhấn vào tiếp thứ hai, nhấn vào tiếp thứ mon này. Schwa sound là âm này. Okay. Đúng không? Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Âm này cũng được stress nhưng nhẹ hơn này, còn âm stress chính là được, chính là âm thứ hai này này. Tiếp. Ok. Nhấn vào tiếp thứ nhất. Hai âm này là schwa sound. Là gì ạ? Đúng rồi. Difficult, differ, differ, difficult, difficult, difficult. Okay. Và từ này, từ cuối cùng, nhấn tiếp thứ nhất, âm này là schwa sound. Là gì ạ? Ok. Summer, summer, đúng không? Summer, đọc lại một lần nhé. Doctor, doctor, nhấn tiếp thứ nhất, doctor, schwa sound. Cái okay, nhấn tiếp thứ hai, banana,
hai âm schwa sao? Banana. Ok. Nhóm tiếp thứ hai này. Âm schwa sao đầu tiên này. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Các bạn nhớ cái từ tomorrow thì có hai từ được stress. Cái âm thứ hai được stress chính và âm cuối cùng được stress phụ này. Tomorrow. Ok. Tiếp. Nhóm tiếp thứ nhất và hai âm schwa sao? Difficult, difficult. Và từ cuối cùng nhóm tiếp thứ nhất, âm thứ hai được schwa sao? Summer, summer, summer. Ok, daughter, banana, tomorrow, difficult, summer. Ok, đấy là schwa sao trong một từ, trong một từ. Thì các mình nhắc lại nguyên tắc đấy là trong một từ có thể, trong một từ sẽ nhất định có một âm được nhấn này, có thể có âm được nhấn nhẹ hơn này, hoặc không, và có âm không được nhấn. Thì cái âm không được nhấn đấy thông thường sẽ biến thành cái âm gọi là schwa sao. Khi mà mình get used to cái schwa sao này thì chắc chắn là mình nói sẽ trôi chảy hơn và mình nghe tiếng Anh mình bắt âm sẽ tốt hơn. Rồi, trường hợp thứ hai mình gặp schwa sao đấy là trong một function word. Function word đó là một từ chức năng để kết dính các cái từ, các cái ideas trong một câu chứ không mang ý chính, không mang nội dung chính của câu đấy. Thì những từ function word hay gặp đấy là gì nhỉ? Giới từ đúng không? Giới từ gì nhỉ? In that form, đúng không? Mạo từ, under, liên từ, đúng không? And, but, yet, và gì nhỉ? Và đại từ, ok? Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái từ mà hay được reduced thành schwa sao nhất trong bài ngày hôm nay. Khi mà chúng ta master được những cái từ này rồi ấy, thì cái khả năng nói của chúng ta sẽ trôi chảy hơn rất là nhiều. Nào, cái từ can này, khi đứng một mình thì sẽ đọc là can đúng không? Nhưng trong một câu nó đóng vai trò là function word thì mình có thể reduce nó. Reduce tức là làm giảm nhẹ cái âm này đi thành can. Ví dụ, tôi có thể làm được nó đúng không? I can do that. Thì mình có thể reduce nó thành gì nhỉ? I can do that, đúng không? Rồi gì nữa nhỉ? Do, đúng không? Do. Thì mình có thể biến thành the, reduced nó thành the. Bạn có muốn làm điều đó không? Do you want to do that? The. Okay. To thành to. To thành to. Okay. You thành ya. Các bạn thấy không? Đây đều là schwa sao đúng không? Mình reduce những cái âm, những cái nguyên âm này thành schwa sao. Can. Do the. To to. You ya. Nào mình muốn các bạn ghi lại cái âm này xuống. Ghi lại bởi vì nó cực kỳ quan trọng cho phần nghe của chúng ta. Các bạn ghi lại hoặc chụp lại màn hình nhé. Được chưa? Can thành can. Do thành the. To thành the. Và you thành you. Tiếp ạ. For thành phở. For thành phở. Ok. At thành it. Các bạn ghi lại nhé. At thành it. From thành from. From thành from. For phở. At it. From. Được chưa? Để mà nhớ thì chúng ta sẽ thực hành trong một câu nhá. Phần này sẽ hơi khó một chút. Các bạn tập trung và chúng ta sẽ chịu khó đọc theo nhá. Ok, bây giờ là trong một câu. Chúng ta sẽ áp dụng những cái chúng ta vừa học cho phần schwa sao này trong một câu. Ví dụ, tôi có câu như sau. To survive the cold weather, you have to make cover preparations. Thì các bạn để ý schwa sao trong một từ, từ thứ nhất là gì nhỉ? Survive, vừa học xong đúng không? Cái âm thứ nhất là âm schwa sao bởi vì mình stress vào âm thứ hai. Survive. Từ tiếp theo là từ weather. Mình stress vào âm thứ nhất và âm thứ hai là schwa sao. Weather. Tiếp này, từ thứ ba là từ thorough. Thorough có nghĩa là chu toàn đúng không? Chu toàn thì mình nhấn vào tiết thứ nhất này, thorough và âm thứ hai là schwa sao. Thorough. Từ tiếp theo là từ preparations thì mình nhấn vào âm ray đúng không? Và tôi có hai schwa sao ở đây đấy là p và shen đúng không? Preparations
preparations. Được chưa? Thì đấy là xóa sao của trong một từ. Và trong một câu cũng thế, trong một câu ở đây chúng ta có những từ function word nào nhỉ? Như là từ the, đúng không? Được reduce thành từ the. Từ tiếp theo là từ to, được reduce thành to. Từ tiếp theo, tạm thời có hai từ cho câu này, đúng không? Và câu này thay vì mình đọc rời rạc, thay vì mình đọc, mình nhấn vào tất cả các âm thành là to survive the cold weather, you have to make thorough preparations. Thì mình sẽ đọc là to survive the cold weather, you have to make thorough preparations. Được chưa? The, to, sir, re, the, đấy chính là sức mạnh của xóa sao trong khi nói. Ok, và người bản ngữ người ta thường xuyên nói như thế, nhưng người ta nói như thế để cho người ta nhấn vào các cái âm quan trọng, các âm tiết quan trọng, các từ quan trọng và những cái âm còn lại người ta lướt đi ấy, để cho nó efficient hơn khi speaking, thì mình sẽ cảm thấy khó nghe hơn và mình cảm giác là người ta nói nhanh, nhưng thực ra không phải. Khi mà mình master được cái âm xóa sao này thì mình sẽ thấy rằng là thật ra nó cũng không khó như vậy, đúng không? Các bạn đọc nhé. To survive the cold weather. To survive the cold weather. You have to make thorough preparations. Một lần nữa. To survive the cold weather. You have to make thorough preparations. Thorough preparations. Okay. Tiếp một câu đơn giản hơn ạ. Ở trong câu này chúng ta có hai từ đúng không? Hai từ có hai âm tiết này. Đấy là từ present và từ brother. Thì trong từ thứ nhất chúng ta có một xóa sao đúng không? Present. Âm thứ hai là xóa sao. Present và brother. Âm thứ hai là xóa sao. Brother. Được chưa? À, trong câu này thì mình cũng có một cái giới từ là từ for, mình biến thành âm for, đúng không? For. Thì câu này mình sẽ đọc là this present is for my brother. Thay vì mình đọc là this present is for, mình đọc là is for. This present is for my brother. Vậy khi mà mình nghe người bản ngữ người ta nói là this present is for my brother, mình không hiểu là is for là cái gì. Thực ra is for chính là is for, đúng không? Is for my brother. Các bạn vào đấy rồi chúng ta sẽ thực hành tiếp nhá. Phần này rất là hay cho nên là các bạn đừng có bỏ qua. Ok. Tiếp ạ. Cái này dành cho anh. Thay vì đọc là it's for you, mình đọc là it's for you. Người bạn ngữ người ta đọc là it's for you. Mình không hiểu là for là cái gì. Thực ra là for, đúng không? It's for you. Tiếp ạ. It takes a lot of time. Thì cái từ a này reduce thành a và từ này đọc là a, đúng không? Of time. The reduce thành âm xóa sao này. It takes a lot of time. Các bạn đọc nhá. It takes a lot of time. Okay. Tiếp ạ. How about a cup of tea? Okay. About. Thì cái từ about này nhấn tiếp thứ hai và âm thứ nhất là xóa sao này. How about. A cup of tea. Đấy, thì có ba xóa sao trong cái câu này, đúng không? Khi mà người ta đọc thì người ta đọc rất là nhanh này. How about a cup of tea? Okay. Các bạn đọc lại nhé. It's for you. It takes a lot of time. Okay. How about a cup of tea? Chưa? Okay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ học một số cái nguyên tắc nhấn trọng âm trong một từ. Các bạn còn ở đấy không nhỉ? 7 nguyên tắc quan trọng mà dĩ nhiên là nó không áp dụng cho 100% các trường hợp, nhưng mà nó có thể áp dụng cho khoảng 70-80%. Thì khi mà mình biết được các cái quy tắc này rồi thì mình sẽ học trọng âm, nó sẽ đơn giản hơn và tự tin hơn. Nguyên tắc thứ nhất khi nhấn trọng âm với một từ hai âm tiết, với một từ hai âm tiết là danh từ, thì mình nhấn vào âm tiết thứ nhất. Mình nhấn âm tiết thứ nhất. Ok. Các bạn có nhớ một vài ví dụ không nhỉ? Nào, ví dụ này. Two syllable nouns, we normally stress on the first syllable. Knowledge, hai âm tiết. Knowledge, nhấn âm tiết thứ nhất ạ. Kiến thức, đúng không? Knowledge. Okay. Tiếp này, khí hậu. Nhấn âm tiết thứ nhất. Climate, hai âm tiết, đúng không? Climate.
Đây áp dụng luôn square sound vào đây đúng không? Thì nhấn vào tiết thứ nhất và âm thứ hai chính là square sound. Climate. Tiếp ngữ pháp đúng không? Ngữ pháp hai âm tiết. Grammar. Nhấn vào âm tiết thứ nhất. Grammar. Và sản phẩm. Product. Nhấn hai âm tiết. Nhấn vào tiết thứ nhất. Product. Được chưa? Danh từ hai âm tiết thông thường nhấn vào âm tiết thứ nhất. Knowledge. Climate. Grammar. Product. Knowledge, climate, grammar, product. Cái này thực ra nó, cái nguyên tắc này thực ra nó rất là useful bởi vì là rất nhiều các cái danh từ hai âm tiết, cho nên là khi mà mình học được cái nguyên tắc này rồi thì mình sẽ biết đọc đúng trọng âm của rất nhiều từ. Thêm một vài ví dụ nữa. Món quà hiện tại đúng không? Hiện tại hoặc là món quà. Present. Xuất khẩu đúng không? Sự xuất khẩu. Hai âm tiết. Nhấn vào tiết thứ nhất ạ. Export. Trung Quốc không đọc là China mà đọc là, nhấn vào tiết thứ nhất nào. China. Và cái bàn. Hai âm tiết. Table. Ok, âm tiết thứ nhất. Table. Nguyên tắc thứ hai. Tương tự như danh từ hai âm tiết thì tính từ có hai âm tiết, two syllable adjectives, thông thường mình stress on the first syllable, nhấn vào âm tiết thứ nhất, ví dụ tôi rất hạnh phúc đúng không? I'm very happy. Thay vì mình đọc là happy, mình đọc là happy, nhấn vào âm tiết thứ nhất. Rồi gì nữa nhở? Cô ta rất là khéo léo đúng không? Khéo léo là gì? Clever đúng không? Thay vì mình đọc là clever, mình đọc là clever, nhấn vào tiết thứ nhất ạ. Clever. Ok. Cô ấy rất là mảnh khảnh đúng không? Cô ta trông mảnh khảnh đúng không? She looks mảnh khảnh là gì nhỉ? Slender. Thay vì đọc là slender, mình đọc là, nhấn vào tiết thứ nhất. Slender. Cái phòng này thì rất là gì nhỉ? Nhiều khoảng trống đúng không? Rất là rộng rãi đúng không? Rộng rãi là spacious, đúng không? Spacious. Nhấn vào tiết thứ nhất. Spacious. Thay vì đọc là spacious, mình đọc là spacious. Anh ta rất đẹp trai. He's very, very handsome. Nhấn vào tiết thứ nhất. Thay vì đọc là handsome, mình đọc là handsome. He's very handsome. Các bạn đọc lại nhé. Happy. Clever. Slender. Spacious. Handsome. Đúng ạ, bây giờ các bạn comment cho mình một số từ tính từ của hai âm tiết đi. Và nhấn vào tiết thứ nhất. Husband là danh từ đúng không? Handsome rồi. Gì nữa nhỉ? May mắn đúng không? Lucky. Gì nữa? Các bạn comment nào. Đẹp đúng không? Pretty. Lucky, pretty, clever, slender, happy, spacious, handsome. Rồi. Bây giờ đến nguyên tắc thứ ba. Các động từ có hai âm tiết thì ngược lại với so với các danh từ và tính từ, mình thông thường nhấn vào âm tiết thứ second syllable, nhấn âm tiết thứ hai. Những động từ có hai âm tiết thông thường nhấn âm tiết thứ hai. Ví dụ như là tôi quyết định sẽ đi đến Trung Quốc vào ngày mai đúng không? I've decided to go to China tomorrow. Thì cái từ decide là động từ có hai âm tiết đúng không? Decide. Các bạn có nghe được không? Decide, nhấn vào âm tiết thứ hai đúng không? Ok, chúng ta lấy một số ví dụ nhé. Cái từ bám lấy đúng không? Bám lấy thời cơ ấy, hoặc là từ ôm chặt lấy ấy, chính là từ gì nhỉ? Embrace, động từ có hai âm tiết, nhấn âm tiết thứ hai. Embrace. Đình chỉ hoặc là trì hoãn lại là gì nhỉ? Là suspend, nhấn âm tiết thứ hai ạ. Suspend. Các bạn có nhớ phần schwa sao mình vừa học không? Thì cái âm này không được nhấn, mình biến nó thành schwa sao này. Suspend. Tiếp ạ. Cái từ lơ đãng ấy mà không để ý ấy, không chú ý tới ấy, nó là gì nhỉ? Neglect, nhấn âm tiết thứ hai, neglect. Okay, và quyết định vừa học xong đúng không? Okay, decide, decide,
decide. Mình cũng có thể biến âm này thành âm schwa sao, có thể đọc là gì nhỉ? Decide. Okay. Embrace, suspend, neglect, decide. Được chưa? Vậy với từ có hai âm tiết, chúng ta có ba nguyên tắc chính. Thứ nhất là danh từ nhấn vào tiết thứ nhất, tính từ nhấn vào tiết thứ nhất và động từ nhấn vào tiết thứ hai. Ok. Thêm một số nguyên tắc nữa này. With the words endings in IC, ION, IAN. Và những từ mà kết thúc bằng âm IC này, ION này, ION á, hoặc là IAN á, IAN á, thì mình thường nhấn âm tiết ngay trước âm tiết cuối cùng. Được chưa? Ví dụ như là gì nhỉ? Giáo dục là gì nhỉ? Education, đúng không? Education. Thì cái âm tiết cuối cùng là âm shen, đúng không? Mình nhấn âm tiết ngay âm tiết trước đó là education. Ok. Bây giờ mình đọc một số ví dụ này. Ví dụ nhá. Cái mà thuộc về nền kinh tế là chúng ta là có từ economic. Thì cái từ này kết thúc bằng âm IC đúng không? Mình nhấn âm tiết ngay trước đó này. Economic. Các bạn để ý cái âm này mình khoanh tròn đây chính là schwa sao nhá. Ok, nó ở ngay bên cạnh cái âm được nhấn. Giáo dục, education. Ok, education. Đấy, cái từ này kết thúc là T-on đúng không? I-O-N. Thì nhấn âm tiết ngay trước đó. Education. Ok, education. Tiếp này, cái người làm gì nhỉ? Phù thủy đúng không? Magician. Ok, kết thúc là IAN thì nhấn vào ngay âm tiết trước đó là magician. Ok, chúng ta có hai âm schwa sao ở đây này, magician. Okay. magician. Một số từ nữa này, ví dụ như là nhạc sĩ đúng không? Musician. Các bạn để ý là những cái kết thúc là điều gì để IAN hoặc là ION đúng không? Thì mình mới nhấn vào âm tiết ngay trước đó này. Musician. Ok. Cái người thợ máy đúng không? Technician. Cái sự tập trung. Concentration. Cái sự mở rộng. Extension. Sự cho phép. Permission. Ok. Các bạn đọc lại một lần này. Musician. Technician, concentration, extension, và permission. Musician, technician, concentration, extension, permission. Và các từ kết thúc bằng đuôi IC này, cũng nhấn âm tiết ngay trước đó này. Thuộc về kinh tế, economic. Thực tế, realistic. Từ thợ máy đúng không? Đây là chữ E này và đây là chữ A này. Mechanic. Bi quan. Pessimistic. Thuộc về điện đúng không? Electric. Các bạn đọc lại nhé. Economic. Realistic. Mechanic. Đây là chữ E ạ. Mechanic, bi quan, pessimistic, và electric. Một nguyên tắc nữa đấy là những từ kết thúc bằng y dài hoặc là al thì mình nhấn vào âm tiết thứ ba từ cuối trở lên. Cái này nhìn hơi khó nhìn một chút đúng không? Ví dụ có từ geology. Đây là từ geology. Geology thuộc về địa chất đúng không? Từ này có 4 âm tiết. Geology. Kết thúc bằng âm y dài, cho nên là mình sẽ nhấn âm tiết thứ 3 thì có trở lên này. Geology. Tiếp này, thuộc về gì nhỉ? Nó là nhiếp ảnh đúng không? Nhiếp ảnh đúng không? Sẽ là photography. Cái kết thúc bằng y dài, nhấn vào tiết thứ 3 từ cuối trở lên này. Photography. Các bạn không đọc là photography nhá. Không đọc là photography mà đọc là photography. Ok. Tiếp ạ.
chỉ trích đúng không? Mang tính chỉ trích đúng không? Critical, critical. Bởi vì từ này kết thúc là AL, cho nên là mình nhấn âm tiết từ 3 từ cuối trở lên. Critical, critical. Tiếp, thuộc về địa chất đúng không? Kết thúc bằng AL, nhấn âm tiết từ 3 từ cuối trở lên. Geological, geological, geological. Các bạn cứ đọc lại thật nhiều lần và chúng ta cảm nhận được cái stressing pattern, cái cách nhấn âm trong những cái từ này nhé. Geology, geology. Photography, photography. Critical, critical. Geological, geological. Được chưa? Một nguyên tắc nữa đấy là những từ kết thúc bằng hai chữ e này, i này, hoặc hai chữ o này, u này, đúng không? Thì mình nhấn vào ngay cái âm tiết đấy. Ví dụ như là nhân viên, employee, employee, bằng cấp, degree, degree, đảm bảo, guarantee, guarantee, dầu gội đầu, shampoo, shampoo, và điều cấm kỵ, taboo, taboo. Ok, mới đọc lại này. Employee, e, 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 employee. Degree, e, degree, guarantee, đảm bảo, guarantee, guarantee, shampoo, dầu gội, shampoo, điều cấm kỵ, taboo, taboo, được chưa? Kết thúc bằng ee hoặc oo thì nhấn vào ngay cái âm tiết đấy. Và nguyên tắc cuối cùng, ok. À, đấy là với các danh từ, tính từ và động từ ghép. Compound nouns, verbs or adjectives. Thì danh từ, tính từ, động từ ghép tức là được ghép bởi hai danh từ, ghép bởi hai tính từ và hai động từ với nhau tạo thành một từ, đúng không? Ví dụ như là từ từ này, từ blackbird. Từ này có nghĩa là con chim két. Thì nó là một danh từ ghép. Đấy. Blackbird, blackbird. Mình nhấn vào âm tiết thứ nhất, blackbird. Okay. Tiếp này, greenhouse, greenhouse cũng là danh từ ghép đúng không? Nhấn âm tiết thứ nhất, greenhouse, greenhouse. Từ tiếp theo là tính từ ghép này, bartender. Thì với tính từ ghép mình nhấn vào âm tiết thứ hai, vào cái thành phần thứ hai của tính từ ghép đấy, bartender, bartender. Và động từ ghép cũng nhấn âm tiết thứ hai này, understand, understand, understand. Được chưa? Danh từ ghép thì nhấn vào thành phần thứ nhất, tính từ và động từ ghép thì nhấn vào thành phần thứ hai. Đọc lại nhé. Blackbird, blackbird, blackbird. Greenhouse, greenhouse, greenhouse. Bad-tempered, bad-tempered. Understand, understand, understand. Được chưa? Rồi, chemical. Đúng rồi, chemical chính là kết thúc bằng AL. Các bạn có thể comment các cái từ và chúng ta áp dụng luôn cái bài học ngày hôm nay nhé. Employee, đúng rồi. Employee, chemical, dictionary, economical, đúng rồi. Good, very good. Invention, yeah. Shin, education, prepare, forget, refrigerator, delay, special, decide, useful, nervous, pretty. Ok, rồi. Có vẻ như các bạn đã hiểu được các cái nguyên tắc nhấn trọng âm rồi đúng không? Hy vọng là chúng ta sẽ áp dụng được trong một cái đoạn nó cũng dài dài như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng nhá. English, yes. Okay. Okay. Cái đoạn này, cả đoạn này có nghĩa là mọi người thì từ lâu đã biết rằng là cái sự tử tế thì tốt cho cái người được nhận sự giúp đỡ đúng không? People, danh từ hai âm tiết, people have long understood, động từ ghép đúng không? Understood that kindness, kindness, danh từ hai âm tiết đúng không? Nhấn tiết thứ nhất, kindness is good for the person, danh từ hai âm tiết, person receiving help, receiving, động từ hai âm tiết receive, nhấn tiết thứ hai receive help. Okay. People have long understood that kindness is good for the person receiving help. Được chưa? Đấy, các bạn thấy sức mạnh của cái việc mà chúng ta học các cái nguyên tắc phát âm đấy đúng không? Chúng ta cứ nhìn những danh từ hai âm tiết này. Đó. Chúng ta thường nhấn tiết thứ nhất đúng không? Và động từ hai âm tiết thì nhấn tiết thứ hai. Động từ ghép thì nhấn vào thành phần thứ hai này. Dĩ nhiên thì rằng là nó không đúng cho 100%, cho nên là mình muốn là các bạn khi mà học từ nào chúng ta cũng phải tra từ điển cho chắc chắn là cách phát âm đúng không? Thêm một câu nữa nhá. Many. Ok, danh từ. Ok, sorry. Many scientists studies have shown
the connection between doing good and a long life. Okay. Thì cái từ scientific này là gì nhỉ? Kết thúc IC đúng không? Nhấn tiếp ngay trước đó là scientific. Many thì là tính từ rồi, nhấn tiếp thứ nhất này. Studies, danh từ hai âm tiết. Studies, nhấn tiếp thứ nhất. Gì nữa nhỉ? Connection, kết thúc bằng ION đúng không? Nhấn tiếp ngay trước âm tiết cuối cùng. Connection. Between, đây là gì nhỉ? Giới từ hai âm tiết, nhấn tiếp thứ hai. Doing, tính từ nhấn tiếp thứ nhất. Doing, ok. Đọc lại nhá. Many scientific studies have shown the connection between doing good and a long life. Rồi. Tạm thời là như vậy cho các nguyên tắc và thực hành nhiều quá. Compound tức là danh từ tính từ hoặc động từ hai âm tiết à có hai phần em người ta ghép hai phần lại với nhau để thành một từ thì gọi là compound. Ví dụ như là danh từ greenhouse có hai phần đúng không? Green và house ghép lại với nhau thành liền thành một từ duy nhất thì người ta gọi là danh từ ghép. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi của một số bạn. Các bạn có câu hỏi gì thì đặt câu hỏi nhá. Mình sẽ trả lời. Employee. English. Agree, yes. Chemical. Are you there? Các bạn có câu hỏi gì về phần phát âm này không nhỉ? Hay là phần gì khác cũng được. Đang livestream đấy ạ, cho mình đúng không? Mình đang livestream, cho mình hỏi bạn có dạy online không ạ? Đây là mình đang dạy online. Đây là đang dạy online đây. Bạn muốn hỏi dạy online như thế nào? Chị có người yêu chưa? Cái này có liên quan không? Không em ạ. Tiếp đi ạ. Em ơi, tạm thời là hết rồi. Nếu em muốn học lại nữa thì chị có thể giúp mọi người đọc lại hoặc là em có thể xem lại từ đầu. Chị ơi, muốn kỹ năng nói thì làm thế nào ạ? Kỹ năng nói à? Thì cái quan trọng nhất là em phải có từ vựng này. Từ vựng là từ vựng cơ bản. Từ vựng và các cụm từ cơ bản. Các từ và cụm từ cơ bản. Rồi thì cộng với cả thực hành thôi. Thực hành thì cách nhanh nhất đấy là học như một đứa trẻ con. Nghe, xem và bắt chước. Nghe, xem và bắt chước. Và hàng ngày, mỗi ngày ít nhất là khoảng 5 đến 15 phút. Cứ nghe và bắt chước. Cộng với cả học thêm từ vựng nữa. Production. Cách đọc hai phụ âm kề nhau ạ, ví dụ như là production, rape. Cách đọc hai phụ âm kề nhau ạ, ví dụ như em là pr đúng không? Cái này thì chị sẽ làm một cái video riêng về các cái consonant clusters nhá. Chị ơi, em học không học được từ mới thì làm thế nào ạ? Thảo Trang. Thế thì chị phải hỏi lại rằng là cái cách em học từ mới như thế nào? Chắc là em cũng kiểu học một list các từ xong rồi em không dùng đến xong rồi em cũng không ôn lại đúng không? Thì em sẽ quên thôi. Thì để mà nhớ từ vựng thì vẫn phải là thứ nhất là học trong ngữ cảnh, trong một câu, trong một đoạn văn hoặc là kết hợp với cả lặp đi lặp lại, tức là phải nhìn cái từ đấy rất là nhiều và nghe cái từ đấy rất là nhiều lần thì mình mới nhớ được, cộng với cả nữa là dùng cái từ đấy. Chị học từ vựng kiểu gì chị ơi? Hu em học tí lại quên mất vì vào lúc nói thì em không nhớ để áp dụng. Relative thì nhấn vào cái âm thứ nhất ấy, relative. Học tí lại quên mất. Ngày trước khi mà chị học học từ ấy để mà nhớ được nhiều, khi mà hồi chị mới học từ vựng thì một ngày chị có thể học rất nhiều, ví dụ như là học khoảng có thể đến hàng trăm từ và nhớ được nhờ cái cách là tưởng tượng. Tức là khi mình đọc một cái từ lên thì mình tưởng tượng cái từ đấy, một cái hình ảnh, một cái âm nào đấy mà nó liên quan đến cả cái nghĩa của cái từ đấy. Đấy là khi hồi chị mới học. Còn dần dần khi mà lượng từ vựng của mình nhiều hơn thì chị học từ vựng một cách đọc rất nhiều, càng đọc thì mình sẽ càng nhanh mở rộng ngôn từ của mình. Chị ơi, sao có cái lịch nó không cố định vậy ạ? Cái lịch thì mấy tuần trước thì có hôm thì vào thứ năm, có hôm thì vào thứ tư.
bởi vì do chị bị bận thứ ba. Thế nhưng mà cái lịch cố định của mình là tối thứ ba em ạ. Chị ơi chị có dạy ở ngoài không ạ? Chị tại vì căn bản là chị hiện tại chị đang đi học bên này cho nên là chị cũng không không biết dạy kiểu gì cả, chỉ biết dạy online như này thôi. Còn khi nào mà về Việt Nam thì chị có dạy. Hello from Australia. Hi. How are you doing? Hi Andy. Làm sao để biết cái nào nhấn trọng âm nhẹ và cái nào không nhấn à chị, như khi nãy mình học vậy. Thì đấy chị cũng có nói với mọi người bảy cái nguyên tắc đấy đúng không? Thì trong một từ có hai âm tiết trở lên thì sẽ có một từ được nhấn, và các cái âm khác có một âm được nhấn và các âm khác có thể được nhấn nhẹ hoặc là không được nhấn. Thì em khi em tra từ điển á thì em sẽ thấy là người ta đánh cái dấu phẩy ngay trước cái âm được nhấn, còn có một cái dấu phẩy ngay dưới cái âm mà nó được secondary stress tức là được nhấn nhẹ. Hi sweetie, hi. Chị ơi sao đọc chậm thì phải đọc ending sound mà em thấy người ta nói nhanh không thấy phát âm cuối nhỉ? Có em ạ, chắc chắn là có phát âm ending sound, trừ những một số âm ví dụ như là một số âm stop consonant thì người ta không phát âm ra. Có 6 cái stop consonant mà khi mà người ta đang ta đọc đọc nhanh đọc liền á thì người ta không phát ra, nó là âm t, âm d, p, b, k và g, nó là stop consonants. Khi mà đằng sau là một phụ âm khác thì có thể âm đấy sẽ không được bật ra. Mình rất thích video các cặp nghe nói phản xạ, bạn có thể làm thêm được không hoặc hướng dẫn giúp mình trang web nào dạy như thế được không ạ? Mình có chia sẻ với các bạn một cái file đấy là cái file full nghe nói phản xạ mình chia sẻ trên trên Facebook cá nhân. Các bạn có thể download vào đấy về nghe hoặc xem trên YouTube nghe nói phản xạ trong tiếng Anh. Và mình sẽ cố gắng dành thời gian để làm thêm các cái video như vậy nữa. Hy vọng nó hữu ích. Cảm ơn bạn. Chị đang bên nước ngoài ạ, có thể cho em theo dõi Facebook chị được không? Khi nào về Việt Nam cho em biết với ạ. Chị đang ở bên Anh. Chị sẽ về Việt Nam vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Và Facebook cá nhân của chị là Hoàng Ngọc Quỳnh. Hôm nào chị dạy về thì, ý em là các thì trong tiếng Anh đúng không? Các thì trong tiếng Anh à? Bởi vì chị không muốn tập trung quá nhiều vào phần ngữ pháp. Người Việt Nam mình khi mà mình học tiếng Anh thì bị một cái vấn đề đấy là tập trung quá nhiều vào phần ngữ pháp nên là không nghe nói được. Dĩ nhiên là không có nghĩa rằng là ngữ pháp không quan trọng. Thế là chị sẽ cố gắng dạy với cái bài ngữ pháp đấy vào một vài bài trong thời gian tới. Chị có dạy grammar không? Grammar. Grammar. Chị sẽ dạy những cái grammar cần thiết nhất và dạy theo cách rằng cho mọi người thực hành, chứ không dạy theo các cái kiểu thông thường nữa. Facebook của chị là Hoàng Ngọc Quỳnh em ạ, Hoàng Ngọc Quỳnh. Cái video nghe nói phản xạ đấy thì bạn có thể tìm trong cái album là video bài giảng ở trên Facebook cá nhân của mình. Tối thứ ba nào chị cũng dậy. Tối thứ ba nào chị cũng dậy từ 9 giờ đến khoảng hơn 10 giờ em ạ. Chị cho em tips cải thiện listening đi chị. Tips cải thiện listening. Ok. Tips cải thiện listening thì có hai cái này. Thứ nhất là có ba cái chứ. Cái thứ nhất đấy là em học phát âm. Ví dụ như cái phần trọng âm chị vừa nói này, cái phần schwa sao chị vừa nói rất là quan trọng. Khi mà mình học luyện nghe, khi mà mình cải thiện được cái những cái phát âm đấy rồi thì mình nghe cũng sẽ tốt hơn này. Cái thứ hai đấy là tập trung khi nghe. Khi nghe tập trung bắt keywords bằng cách là nghe và chép lại, chép chính tả lại ạ. Cách thứ ba đấy là xem phim không dùng subtitle. Chị có dạy writing không chị? Ôi chị có dạy writing IELTS em ạ. Ok, you welcome. Em yếu phần đọc ạ, chị có thể cho em bí quyết không ạ? Bí quyết của phần đọc đấy, cái key của phần đọc chính là từ vựng em ạ. Từ vựng cộng với cả practice hàng ngày. Mỗi ngày em học thêm 5 đến 10 từ nữa dần dần thì khả năng đọc của em sẽ tốt hơn này. Cộng với cả cái cách đọc khi mà em đọc á thì để mà đọc tốt thì em phải đọc một cách tập trung. Cái tập trung giả sử như là một cái news như thế này, mình khi mà mình đọc thì mình kéo lên cứ tập trung thôi chứ mình không không đọc đi đọc lại. Thông thường mình hay có thói quen đọc hết câu này xong rồi đọc câu sau xong lại đọc lại câu đấy,
thì như thế mình đọc nó không hiệu quả. Tập cái cách đọc tập thật là tập trung. Chị ơi, chị có kinh nghiệm gì về làm bài đọc trong tiếng Anh không ạ? Làm bài đọc trong tiếng Anh thì cái kinh nghiệm đấy là em đọc câu hỏi trước, gạch chân keywords và tìm vào cái phần phần đọc hiểu đấy, những cái đoạn nó có liên quan đến cái keywords đấy, khoanh vùng lại và đọc kỹ phần đấy. Chị ơi, cái bảng chữ cái IPA nó có công dụng gì ạ? International Phonetic Alphabet, phần này là phần đầu tiên khi mà mình phải học tiếng Anh, nó rất là quan trọng em ạ. Nó là cái kim chỉ nam để mình học học cái phát âm, và khi mình học phát âm rồi thì mình sẽ nghe nói tốt hơn, mình học phát âm chuẩn thì nghe nói tốt hơn. Cảm ơn bạn đã trả lời các câu hỏi của mình. Mình và một bạn nữa muốn học online theo một chương trình riêng phù hợp với trình độ của bọn mình. Bạn có thể sắp xếp được không ạ? Không phải là dạy online free như hàng tuần bạn đang dạy ý ạ. Mình rất cảm ơn, cảm phục vì bạn luôn hết lòng dạy bọn mình dù là free. Thật ra thì bởi vì là mình cũng không có nhiều thời gian, cũng cố gắng để dạy mọi người một tuần một buổi như thế này. Còn lại thì cũng học lịch học bên này cũng rất là bận ấy. Có gì thì mình sẽ để mình xem giờ chị có dạy gì nữa không ạ. À, cuối chương trình hôm nay à? Cuối chương trình hôm nay thì chắc là không em ạ. Em xem lại từ đầu nhá. Cảm ơn em. Cua cá tôm, bạn inbox cho mình nhá. Cảm ơn ạ. Việt Huy, em có bao giờ xem phim không dùng sub không? Khi mà em xem phim mà em không dùng sub thì cái khả năng nghe của em nó lên rất là nhanh. Dĩ nhiên là khi mà mình vốn từ của mình chưa nhiều, mình xem phim không có sub mình không hiểu gì thì nó lại không ý nghĩa gì cả. Thì em có thể xem sub Việt trước này để em hiểu trước nội dung chính này. Xong rồi em dùng sub Anh. Dùng sub Anh thì để em biết thêm những cái từ mới, em có thể tra những cái từ đấy. Sau đấy lần cuối cùng khi em xem phim thì em bỏ sub đi. Và cái cách này khiến khả năng nghe của mình lên rất là nhanh. Trình Nhã, chị giảng hay quá, em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Chị sợ là chị nói hơi nhanh. Từ lần sau thì chị sẽ nói chậm hơn một chút. Em học chuyên ngành gì vậy? Em học chuyên ngành marketing. Cảm ơn. Good night from Gold Coast Australia. Thank you. Good night. Ôi cảm ơn các bạn còn đang ở đây kiên nhẫn nghe mình nói. Các bạn còn hỏi nữa không ạ? Việt Huy, em xem các series hoặc sitcom phim tiếng Anh. Đúng rồi em. Khi mới đầu đấy em có thể xem ví dụ như là The Best English, hoặc là My Language, hoặc là Extra English. Dần dần thì em có thể xem những bộ phim Mỹ khác mà nó tốc độ nhanh hơn. Cái cách đấy là cái cách để kỹ năng nghe rất là nhanh. Dạ không có gì ạ. Chị sinh năm bao nhiêu ạ? Chị sinh năm 90 em ạ. Các bạn còn hỏi gì nữa không ạ? Xem trên đây nào. Việt Nam bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Việt Nam bây giờ là 10:10 đúng không? Ở bên Anh bây giờ là 3:10 chiều. Schwa sounds có khiến mình nghe dễ hơn không ạ? Hay chỉ giúp mình bắt được trọng âm từ? Có em ạ. Schwa sounds giúp cho mình nghe tốt hơn. Ví dụ như vừa chị nói ấy, cái từ for is good for you thì người ta đọc là is good for you. Thì mình nghe từ for thì mình biết đấy là từ for đúng không? Mình biết là schwa sounds rồi thì kỹ năng nghe của mình sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tuần sau thì dạy gì ạ? Cái này thì chị chưa có kế hoạch, chị đang chờ xem là mọi người muốn học gì vào tuần sau đây. Có thể rằng là một topic khác đi, không phải là phát âm nữa. See you next week. Thank you. Cô có dạy grammar không ạ? Có vẻ rất là nhiều các bạn muốn học grammar đúng không? Để các bạn muốn học phần gì trong grammar nhỉ? Để mình lên chương trình. Đúng rồi, em xem Extra English và Friends. Rất tốt đấy. Extra English, Anh rất là tốt. Và Friends thì, đúng rồi, Friends thì họ sitcom từ những năm 90 đúng không? Họ nói khá là chậm. Và em có thể xem đi xem lại, xem càng nhiều càng tốt ạ. Thì nó sẽ
giúp cho cả khả năng nói của em nữa. Ngọc Hương, cảm ơn em. Chị Phạm, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Tuần sau chị dạy thêm phần phát âm đi chị. Ôi, lại phát âm tiếp à? Ok, để chị xem. Phạm Toàn, cảm ơn chị Quỳnh nhé. Em vừa bắt đầu học tiếng Anh, vừa học IPA, xong học bài này hay ghê. Ok, hy vọng nó có ích cho em. Chị mong rằng là em sẽ xem lại cái video này nhiều lần để thực hành nhá. Học về vocabulary đi chị ơi. Vocabulary thì nó khá là rộng và nó có nhiều topic. Để chị xem. Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người ạ. Đó, mình nói từ cảm ơn nhiều quá. Xem nào. Các bạn còn hỏi gì về phần phát âm hay là các phần khác trong tiếng Anh không nhỉ? Tại vì là bình thường mình cũng không trả lời hết được các cái inbox của các bạn. Email thì cũng cố gắng trả lời nhưng mà cũng không hết được. Thì cũng tranh thủ livestream thì trả lời mọi người. Em thích chị dạy về phần luyện nghe hơn vì nó khá khó. Về phần luyện nghe à? Chị đang nghĩ là thế nào là chị làm tài liệu cho phần luyện nghe ở đây á. Chị cũng muốn dạy lắm. Chị sẽ xem nhá. Cảm ơn em. Bạn dạy xong rồi à? Giờ đến phần trả lời à? Ừ, mình dạy xong rồi, bây giờ là đến phần trả lời. Bạn có thể học lại bằng cách xem lại video. Cảm ơn bạn. Chị ơi, chị có thể dạy em cách phát âm s và z không ạ? Hai âm này à? Hai âm này thì không khó này. Giống như trong sờ trong tiếng Việt đúng không? Đẩy hơi có kẽ răng này. Sick. Xí, xín, xó. Đấy. Sick. Còn z cũng là cái âm cặp với cả cái âm này. Thế nhưng mà cái âm này thì là cái âm voiced sound. Tức là âm hữu thanh của họng mình dùng này. I'm going to the zoo. Zoo. Của họng dung. Và được chưa em? Không có bạn nào hỏi về cách phát âm S, ES ending à? Các bạn có muốn học về phần đấy không? S, ES và ED ending mình sẽ có thể chia sẻ vào buổi hôm sau. S, ES. Chị sẽ phát âm như chị dạy từ đầu rồi em. Quốc định phân biệt tập đuôi S, ES đi chị. S, ES à? S, ES thì dùng trong trường hợp là mình chia động từ với chủ ngữ ngôi thứ ba số ít thì hiện tại hoặc mình thêm vào danh từ chia ở dạng số nhiều đúng không? Thì mình sẽ thêm ESC trong trường hợp là cái danh từ hoặc động từ đấy kết thúc bằng một trong sáu âm. Một trong sáu âm. Và ch. Một trong sáu âm đấy. Cứ một cái từ mà kết thúc bằng một trong sáu âm đấy thì mình thêm ESC vào đọc là is. Ví dụ như là boxes, watches. Garages. Còn trường hợp thứ hai đấy là một danh từ hoặc động từ kết thúc bằng K, P, T, F và S thì mình thêm SC đọc là S. Còn trường hợp thứ ba là tất cả các trường hợp còn lại mình thêm SC và đọc là Z. Cái này thì chị sẽ làm một video riêng nhá, tại vì nó cũng hơi dài và mọi người cần phải thực hành. Ghi ra được không chị? Đấy, Rainy Nguyễn, chị sẽ làm một cái video riêng, một cái video hoặc là buổi livestream riêng. Chị nói xong bọn em thử dịch và type tương tác luôn ý chị về một câu chuyện hàng ngày của chị cũng được ạ. Tiện học phát âm luôn. Bây giờ hả em? Okay, I'm doing a live stream video now. I'm talking to my students. I'm very excited and happy to share my experience with the students. Phát âm z, z, z ở cuối từ thế nào ạ? Đấy, ở cuối từ thế nào ạ chị? Ý em là sao nhỉ? Chị vừa chia sẻ phần là phát âm s, e, s và z. Word, okay, won't và work. Nó chỉ khác biệt ở cái âm cuối thôi, cái âm từ word.
Thì cái nguyên âm thì nó là một word đúng không? Word. Cái từ word thì mình phải đọc âm L kết hợp với âm D này. Word. Cong lưỡi lên và chuyển sang âm D. World. Và work thì cái nó khác ở cái từ là word, đấy là cái phụ âm cuối là k. Work. Cái word và world. Cô giáo nhiệt tình quá nhưng cô giáo vẫn nói nhỏ, nhiều chỗ cô nói em chưa nghe rõ thôi. Thì mình sẽ nói to hơn. You're there. Cái từ you are khi mà mình đọc nó nhanh thì mình có thể đọc là thành giống kiểu you're, okay. Và they are đọc nhanh có thể là there. Chị phát âm từ with à. À ý em là hỏi cái âm tận cùng này à? Thì tách riêng thôi em ạ. Wait đúng không? Thì mình để cái đầu lưỡi ra giữa hai răng và đẩy hơi ra này. With. I'm going with you. With. Ví dụ âm h và h. Chị vẫn không hiểu ý em. Toàn. Cách đặt lưỡi khi mình nói ví dụ như with the như thế nào vậy chị? Cái này thì mình sẽ transform từ cái âm sang cái âm the. Thì hai âm này nó gần giống nhau. Mình có thể bỏ cái âm trước đi và mình đọc âm sau luôn. With the. Thay vì đọc là with the. Thì cái này em xem lại cái phần nối âm trong tiếng Anh. Khi mà một từ kết thúc bằng một phụ âm và từ tiếp theo bắt đầu một phụ âm tương tự, giống hoặc tương tự như phụ âm trước, thì mình có thể là mình chỉ đọc cái phụ âm sau thôi. With the. Cô đọc âm j và ch. Em thấy nó khá giống nhau. Nếu như mình có âm không chuẩn ạ. Hai ba âm này là hoàn toàn khác nhau em ạ. Âm thứ nhất là j. Âm thứ hai là j. Khác nhau đúng không em? J. Và âm thứ ba là ch. Nhìn này. J và ch. Khác nhau đó. Em có thể xem cái phần chị hướng dẫn học các cái phụ âm khó trong tiếng Anh nhá. Linh, Trần Xuân Linh, Ngọc Hương, Ngọc Yến, Thanh Tâm, Sky Nguyễn, âm t và d đọc ở giữa đoạn nhanh em nghe như người ta bật t không bật d, không biết phải không chị? Bật t không bật d à? Không phải em ạ. Hai âm t và âm d là hai stop consonant. Thì đằng sau nó nếu như có một cái phụ âm khác ấy, thì mình có thể mình sẽ không bật hai cái phụ âm này ra. Đấy là cái phần riêng về phần stop consonant. Chị sẽ chia sẻ một cái khác nhá. Có 6 cái stop consonant ạ. Sky Nguyễn, em muốn thắc mắc cụ thể như nào không? Em có thể comment ở đây, chị có thể trả lời luôn. Cảm ơn các bạn thật kiên nhẫn. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Các bạn còn câu hỏi gì không ạ? Chị không hiểu rõ. Ok, chị sẽ chia sẻ vào một buổi sau nhé. Cảm ơn bạn. Các bạn còn câu hỏi gì không ạ? Chị ơi, chị hướng dẫn em đọc âm hữu thanh đi ạ. Có một cái video chị đã có một cái buổi livestream chị đã chia sẻ về âm hữu thanh và vô thanh ấy. Âm hữu thanh và âm vô thanh. Không có tài liệu đây, ghi luôn ra đây. Thì có những cái âm hữu thanh và âm vô thanh cơ bản sau này. Âm
Thì âm âm hữu thanh tức là khi mà mình đập cổ họng mình sẽ rung lên này. Đây, ví dụ như là b b b b đúng không? Rồi gì nữa nhỉ? D. Ok. D d và g g g. Và cái âm vô thanh thì khi mà mình đọc cũng cái khẩu hình miệng như thế, nhưng mà cổ họng của mình nó không rung này. P p ch ch và c c c. Đấy, thì có một số các cái cặp âm hữu thanh và vô thanh nhá. Đó, em cần phải học nhá. Bên này là vô thanh này, bên này là hữu thanh này. P b ch d và c và g g g. À, âm j ở cuối từ h chị đọc giúp em được không ạ? Em thường đọc lệch âm ts. Cái từ h h. Ok, what's your h đúng không? Thì em đọc đầu tiên đọc nguyên âm trước này. A đúng không? A. Xong em thêm âm j vào cuối thôi. H h h. Cứ đọc tách ra này. A a j a j. Xong đọc nhanh lên này. H h a j a j h h. What's your h? Chưa? Cho em biết chủ đề tuần sau để có thể chuẩn bị câu hỏi hiệu quả hơn. Chị sẽ thông báo trước vào vào có thể là vào tối 3 tuần sau á. Nhưng mà chị cũng muốn mọi người comment cho là mọi người muốn học cái gì để xem rằng là đa số muốn học cái gì thì chị sẽ chia sẻ phần đấy, thì như thế nó sẽ hữu ích hơn. Egg cũng giống như là cái từ h cho em đọc là egg, thì thêm âm g đằng sau thôi. Egg. Okay. Egg. Em tách ra, nguyên âm đọc xong rồi liền vụ âm vào, xong rồi đọc nhanh dần lên. À, chị ơi, lần sau chị ghi ra giấy thì chị để lại lâu một chút chị nhé, em không kịp nhìn hình, nhất là khi chị tổng kết lại đấy ạ. Ok em, chắc là chị để nhanh quá cho nên là mọi người không kịp xem. À, chị muốn cho em xem lại nhá. Xem lại một số cái phần quan trọng lắm này. Ok, những cái phần quan trọng nhất ngày hôm nay là thứ nhất là phần xoa sao. Chị có thể cho em xem lại này. Đấy. Can do the to t you ya. Đó. Đấy là cái phần reduced trong một function word. Gì nữa nhỉ? For f at it. From. To survive the cold weather, you have to make thorough preparations. This present is for my brother. For brother, present. This present is for my brother. It's for you. It's for you. It takes a lot of time. Takes a lot of time. It takes a lot of time. How about a cup of tea? How about a cup of tea? A cup of tea. What are you doing tonight? Tonight. What are you doing tonight? What are you doing tonight? I was going to tell you. Rồi, đấy là một số cái phần quan trọng nhất trong buổi hôm nay. Em có thể xem lại video từ đầu nhé. Học thế này hiệu quả phết nhỉ. Mình cũng cố gắng rằng là cho các bạn thực hành thật là nhiều trong một buổi livestream này thay vì là chúng ta chỉ nói lý thuyết. Cảm ơn bạn. Initiate, nhấn âm tiết thứ hai phải không chị? Initiate, 4 âm tiết, nhấn âm tiết thứ hai em ạ. Initiate. Chị ơi, em ngọc N, L khi phát âm thấy hơi khó ạ. Trước hết em hãy chỉnh lại cái phát âm tiếng Việt N và L của mình.
và hãy để ý hơn khi mà mình đọc mình cố gắng đọc thật thật chậm và mình để ý hai cái âm đấy là được. World và word khác nhau hả bạn? World, world, world và word, word. Đọc thế nào ạ? Từ world thì mình sẽ cong lưỡi âm L lên và kết thúc bằng âm D này. World, cong lưỡi lên này và kết thúc bằng âm D. World và word, word thì mình chỉ đọc âm D thôi, không có L nữa. Word và world, world. Bạn có thể hướng dẫn về một cấu trúc câu được không? Khi nào dùng tính từ và danh từ mình hay bị confused khi dùng? Khi nào dùng tính từ, danh từ à? Cái này nó là một cái topic rất là rộng về danh từ, tính từ. Ý bạn là cụ thể là như thế nào nhỉ? Một cấu trúc câu ở She is beautiful. She is beautiful. She ở đây chính là chủ ngữ. Beautiful là tính từ. Tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Okay. Danh từ đóng vai trò là chủ ngữ trong trường hợp này. Danh từ có thể đóng vai trò là chủ ngữ hoặc tân ngữ. Tính từ bổ ngữ cho danh từ có thể đứng sau danh từ hoặc trước danh từ. Ok, các cái phần ngữ pháp về danh từ, động từ, tính từ và trạng từ thì chúng ta sẽ học một bài khác nhé. Tính từ bổ nghĩa cho danh từ, đúng rồi. Tính từ bổ nghĩa cho danh từ này, trạng từ bổ nghĩa cho động từ hoặc tính từ hoặc một trạng từ khác. Drink, driver, dream, dr. Từ âm d, vị trí âm d khi mà mình để cái đầu lưỡi sau hàm răng trên ấy thì mình chuyển là cái âm r này, dr. Thì mình kéo cái lưỡi đầu lưỡi của mình lại đằng sau rồi. Dr. Dream, drink, driver. Dream, dr. Em phải thực hành nhá. Đầu lưỡi để sau răng này. Dream, drink, driver. Tresemme. Từ này nó chỉ là một tên thương hiệu mà em. Trần Anh Tuấn, mình không hiểu ý của bạn lắm, bạn có thể hỏi lại được không? Tại vì cái phần về danh từ, động từ, tính từ và trạng từ nó là một cái topic rất là rộng á. Mình không thể nói, mình không thể trả lời ngay trong một cái buổi như này. Mình cũng không thể đưa cho bạn một câu để nói rằng là nó được dùng chính xác là như thế. Chị ơi, âm E bẹt đọc như nào ạ? À? E Het Met Red E. Em kéo hai cái bên mép của mình sang bên trên này. E Thế thôi ạ. E Tính danh động trạng. Cái phần này thì cũng không có gì khó mà. Ok, các bạn có thể theo dõi livestream hàng tuần vào tối thứ ba ở trên fanpage Justina English nhá. Mình sẽ thông báo ở trên trang page và trang cá nhân của mình. Trang cá nhân của mình là Hoàng Ngọc Quỳnh. Thì các bạn có thể theo dõi bài học và các cái tài liệu chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Trang Hoàng Ngọc Quỳnh nhá. Các bạn vẫn còn câu hỏi à? Chờ à? Từ này thì em không đọc là tr, khác so với cả dream đúng không? Em đọc d và r. Thì còn cái từ chờ này thì em đọc giống như chờ trong tiếng Việt. Ví dụ như là try, gì đó nhỉ? Từ track, train đúng không? Gần giống như âm chờ, gần giống như âm chờ. Try, train, track. Chờ đọc như nào? Ví dụ như từ job, thanks. Âm chờ thì đầu tiên là đầu lưỡi các bạn để sau răng sau ở hàm trên, sau răng trên này. Chờ. Sau đấy thì đẩy hơi qua kẽ răng và cong môi ra phía trước này. Chờ. Chờ. Đầu lưỡi sau hàm răng trên này, sau răng trên, đẩy hơi qua kẽ răng và cong môi ra phía trước. Âm này là của họng rung bởi vì đây là âm hữu thanh. Chờ. 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 Chị ơi, làm sao phân biệt cuối từ có s gì đọc là z ngắn và z dài? Ngắn s gì, ngắn và s gì dài em? Em nói cụ thể hơn được không? Chị chưa hiểu em. Chị hay live vào thứ ba lúc Rini Nguyễn, em comment lại nhá.
Thành Ngô, chị hay live thứ ba lúc mấy giờ ạ? Một tuần live mấy tuần? Một tuần chị live một buổi vào tối thứ ba lúc 9 giờ tối. Các bạn theo dõi trang page Justina English nhé. Ví dụ như từ job thì đọc là job, đúng không? Job. Hoàng Ngọc Quỳnh, đúng rồi. Trang page là trang cá nhân là Hoàng Ngọc Quỳnh. Mình sẽ livestream ở trên page này nhá, Justina English, và trang cá nhân của mình để các bạn có thể xem các cái tài liệu và các cái chia sẻ khác là trang Hoàng Ngọc Quỳnh. Chị chuyên dạy phát âm hay ngữ pháp? Chị không chuyên dạy phát âm hay là chuyên dạy ngữ pháp. Chị không muốn dạy mọi người ngữ pháp nhiều, bởi vì mọi người học ngữ pháp quá nhiều mà mọi người không giao tiếp được. Chị muốn mọi người thay đổi cái thói quen đi, tức là mọi người phải hãy học phát âm đi và hãy học nghe nói phản xạ nhiều hơn thay vì tập trung quá nhiều vào ngữ pháp. Chị dạy nghe nói này, phát âm này, có dạy ngữ pháp cơ bản này và IELTS. Và thì em đọc giống như trong tiếng Việt thôi, còn thì em cong môi ra, chu môi ra. Và chị có nguồn luyện nghe nào hay không ạ? Ở trang ESL gạch ngang lab.com, cái ESL này, ESL gạch ngang này, L này, L cao này, A này, B này, .com. Khó phát âm quá, khó phiên âm quá. Vẫn còn 100 bạn đang xem trực tiếp. Các bạn có muốn hỏi gì nữa không ạ? Ông bố trẻ, thank you so much, it's very useful. You're welcome. See you next week. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, em đã chép được cái nguồn nghe đấy chưa? Chị có chia sẻ rất là nhiều các nguồn nghe khác ấy. Em xem ở trên trang cá nhân của chị nhá. Tài liệu thì rất nhiều, quan trọng là mình có thực hành hay không thôi. Còn 100 bạn, các bạn có muốn hỏi gì nữa không? Em muốn học mà cô làm em không tập trung học được. Thành Ngô, em đang học lớp 12, em tập trung học ngữ pháp để thi đại học. Ô bị mất rồi em ơi. Mọi người bảo muốn nghe nói và thành thạo thì phải giới hạn học ngữ pháp phải không ạ? Thật ra cũng không đúng. Em học kết hợp em ạ. Em học cả nghe nói kết hợp với học ngữ pháp. Nhưng học ngữ pháp thì em học đúng cách, tức là học bằng cách rằng giống như là em học và em làm bài tập luôn để nâng cao từ vựng này. Và trong cái lúc học ngữ pháp thì em vẫn học nghe nói này, chứ không phải là mình chỉ học ngữ pháp không. Thì học ngữ pháp không thì mình không nghe nói được. Em vẫn nên học ngữ pháp chứ không phải là không học ngữ pháp. Ngữ pháp cũng rất là quan trọng, đặc biệt là sau cái này khi mà em luyện viết á, đọc hoặc viết á, ngữ pháp rất là quan trọng. Trang cá nhân nào vậy ạ? Trang Hoàng Ngọc Quỳnh em ạ. Hoàng Ngọc Quỳnh. Trời ơi. Đăng Đặng Phụng, chị ơi cho em hỏi. Vô khi em đọc là up. Còn thấy khác đọc là up thì sao mới đúng? Cái tên này đọc là, nó viết như thế này này. Cái tên này nó viết như thế này. Nó phiên âm như thế này. Nó phiên âm như thế này. Từ này thì viết là như này, OF đúng không? Và phiên âm là of, đây là xoa sao. Mình đọc là of. V âm phụ âm cuối là v, chứ không đọc là ơ, cũng không đọc là up em nhé. Những người đấy họ đọc như là sai đó, thì mình đọc là of, a lot of tea, of, a lot of tea. Thành Ngô không có gì em ạ. Từ anh yêu em nói. Chị giới thiệu một chút về bằng tiếng Anh được không ạ? Em muốn nghe giọng chị khi nói tiếng Anh. Giới thiệu à? Ok. Lại phần giới thiệu bản thân à?
Hi. My name is Hoàng Ngọc Quỳnh. I'm 27 years old. At the moment, I'm studying marketing in the UK at Nottingham Trent University. At the same time, I'm an English teacher, and teaching English is my passion because I want to share my knowledge and experience with a lot of students. I want to help students improve their English skills, and it's my happiness. I don't know what else to say. Không biết nói gì nữa cả. Brr. Are you married? No, I'm single. Yeah. Sơn Đào, bạn hỏi gì vậy? Em hỏi. No, I'm single. Are you guys gonna chat with me in English, or you wanna ask me something else? Hôm nay thì mình cũng hơi dư thừa năng lượng cho nên là ngồi với các bạn khá là lâu. Các bạn đã mệt chưa? Các bạn đã mệt chưa? Okay, you're single too, that's good. Sơn Đào, Đăng Phụng, Thành Ngô. Thành Ngô à? Cho em hỏi nốt câu cuối từ Convoy, em thích thấy mọi người đọc nhiều cách, đâu mới đọc đúng ạ? Từ này viết là Elephant, từ này đọc là Elephant. Tức là nhấn âm tiết thứ nhất. Nhấn âm tiết thứ nhất, có 3 âm tiết này. Elephant, Elephant, Elephant. Nhấn âm tiết thứ nhất em ạ, Elephant. Sao chị không trả lời em? Thùy Trang. Ô, chị không thấy comment của em. Đâu comment của em đâu rồi? I can't see your comment. Can you read comment? Tuổi trẻ của khác. Cũng không phải là trẻ lắm, not very young, but I'm trying my best. You have any dấu nhấn không ạ? Em chẳng bao giờ ăn chọn điểm vần này. Chị cô có mẹo nào làm loại câu dấu nhấn stress, syllable stress? Thì những cái rule vừa mình học á, em cứ master những cái rule đấy, xong rồi ghi thành những cái trang riêng, xong rồi mỗi lần học một từ thì list thêm vào cái group, tức là mình thêm vào cái phần rule đấy, xong rồi mình mang ra đọc đi đọc lại nhiều lần. Không có cách nào khác ngoài việc là mình trau dồi thêm cho mình nhớ. Các cái quy tắc thì nó cũng chỉ có như thế thôi. Quan trọng là mình phải tự trau dồi nữa em ạ. How old are you? I'm 27 years old. Not very young. Welcome and welcome. Một cái là welcome, và một cái là will, và một cái là welcome. Have a good day. Oh yeah, thank you, good night. Sơn Đào, Thùy Trang, em comment lại cho chị được không? Chị không đọc. What time is it now in Vietnam? 11? Are you tired? I'm sorry for keeping you guys running for so long. Oh, I just said that I'm 27 years old. 27. Thank you. Yeah, I'm happy to talk to you guys too. I want to speak English now. I don't want to speak Vietnamese anymore. Đoàn Tấn Phát này mới vào livestream của cô, mấy cái rule cô nói trước rồi ạ. Chị vừa nói trước những cái rule ở phần từ phần giữa livestream trở đi á, em có thể xem lại nhá. Cảm ơn em. Cô ơi, làm sao để có pronunciation tốt ạ? Việc đầu tiên của mình đấy là mình học IPA này, mình học stress, syllable stress, trọng âm của từ này. Và khi mà mình học bất cứ từ mới nào, mình cũng tra luôn cái cách phát âm của từ đấy, kết hợp với việc nghe, xem và bắt chước nói theo. Càng nghe nhiều thì phát âm của mình cũng sẽ càng tốt hơn. Cô đáng yêu thì nói như thế nào? You're so cute, thanks. Ira, he or she. Cái này à, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Cái từ I will đúng không? Khi mà viết tắt thì là Ire. Thì em đọc
em tách ra, như là I đúng không? Xong rồi lên, xong rồi liền nối liền nó gần giống như của I or và here healer đúng không? Here giống như kiểu heal á, here và shealer đúng không? She'll I'll heal she'll come he'll come I'll come I'll she'll heal. Em muốn học tiếng Anh chuyên ngành ô tô thì có trong kế hoạch không ạ? Cái này thì chuyên ngành ô tô thì chị cũng không rõ lắm, để chị xem có không. Cảm ơn chị nhiều ạ. You welcome, no worries. There cũng là day xong lên đúng không? Nhớ nguyên tắc của âm L cao đấy là mình khi mà mình kết thúc âm ấy mình sẽ để lưỡi đầu lưỡi lên trên như này. Đấy. There, I'll, here, she'll, will. Cô ơi có mẹo nào để học tiếng Anh được lưu loát với hay như bản xứ không? Mẹo. Học từ vựng này, nghe và xem thật nhiều và tập nói em ạ. Tập nói. Nhớ là phát âm nhá, để mà nói hay thì phát âm phải là tốt, phát âm phải chuẩn. Ok. Ôi mình sẽ trả lời như vậy thôi. Hôm nay trả lời nhiều quá. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta đã học phần xoa sao, phần các nguyên tắc nhấn nấn trọng âm trong một từ như trong một câu đúng không? Các bạn chịu khó xem lại nhá và chúng ta thực hành nhá. Mình sẽ hẹn gặp các bạn vào buổi tối thứ ba tuần sau vào lúc 9 giờ tại trang page Just in English. Mình sẽ share trên trang tường cá nhân là Hoàng Ngọc Quỳnh. Good night. Trần Xuân Linh hẹn gặp em vào buổi hôm sau nhé. Chào mọi người. See you later. Good night.